Thì khi mà môi mọi người nó khô á, thì mọi người nghĩ là mình liếm môi như vậy á, thì nó sẽ giúp cho môi mình nó mềm hơn, nó ẩm hơn. Nhưng mà thực tế nó trái ngược hoàn toàn nha. Tại vì khi mà mọi người liếm môi á, thì cái nước bọt từ cái lưỡi mình á, nó vô tình nó sẽ làm mất đi hết cái độ ẩm trên môi của mọi người, đổi lại bằng nước ấm nha. Và cái phương pháp này á, thì nó cũng là một cái dạng hạt giống như đường á, thì nó cũng sẽ lấy đi cái lớp da chết và da sần sùi trên môi mọi người. Và khi mà mọi người để khoảng 5 tới 10 phút mà mình rửa lại thì lớp đôi môi mình phải nói là nó cực kỳ mềm mịn luôn nha. Mọi người lại là Thảo đây, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay em sẽ tiếp tục chia sẻ mọi người về những cái nguyên nhân mà nó khiến cho đôi môi của mọi người nó trở nên khô, nứt nẻ và thậm chí là thâm xỉn màu luôn nha. Bên cạnh đó cũng sẽ chia sẻ mọi người một vài cái biện pháp để khắc phục cái tình trạng trên bằng những cái nguyên liệu có sẵn tại nhà giúp tiết kiệm chi phí cho mọi người. Tuy nhiên, nếu như mọi người muốn trải nghiệm một cái dòng sản phẩm của một cái nhãn hàng thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nha, để Thảo có động lực làm thêm một clip về chủ đề này nữa để gửi tặng mọi người. Vì Thảo đang test một cái dòng sản phẩm mà Thảo thấy nó khá là ok luôn mọi người ha. Thì sau khi xem clip này thì mọi người hãy cho Thảo một like, một chia sẻ và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký, để nhận được thông báo khi Thảo ra video sớm nhất nha. Bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, Thảo xin mời mọi người đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thế nào, let's go. Về cái nguyên nhân đầu tiên mà nó khiến cho môi mình trở nên khô, sòn, nứt nẻ và thậm chí là bị thâm xỉn màu á, đó là mọi người không tẩy tế bào chết cho môi nha mọi người. Thì mình hay tẩy tế bào chết cho body nè, cho mặt, nhưng mà với môi thì mình lại bỏ qua cái bước đó. Và những cái lợi ích khi mà mọi người tẩy tế bào chết cho môi, đầu tiên là nó sẽ giúp cho môi mọi người nó mềm mịn và nó căng mọng hơn. Còn cái lợi ích thứ hai là nó sẽ giúp hấp thụ những cái dưỡng chất tốt hơn nha. Còn về cái lợi ích thứ ba là nó sẽ giúp ăn son hơn, nó sẽ giúp cho môi mọi người nó lên màu son tốt hơn. Còn về cái lợi ích thứ tư á, là nó sẽ giúp hạn chế được cái vấn đề thâm xỉn màu cho đôi môi của mọi người nha. Và cái tần suất tẩy tế bào chết á, thì một tuần nếu như đối với những cái nhiệt độ bình thường, những cái mùa nóng bình thường của mọi người, thì mọi người chỉ cần tẩy một tuần một lần là được. Còn nếu như đối với những cái mùa lạnh hanh khô ấy, thì mọi người sẽ tẩy 2 đến 3 lần một tuần nha. Và tiếp theo đây thì họ sẽ chia sẻ mọi người 4 cái phương pháp giúp mọi người tẩy tế bào chết ngay tại nhà bằng những cái nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm và thậm chí nó có sẵn tại nhà mọi người luôn á. Và cái cách đầu tiên thì mọi người sẽ sử dụng giúp em nửa quả chanh nha mọi người. Thì mọi người sẽ massage lên trên cái đôi môi của mình, massage một cách nhẹ nhàng nha mọi người. Sau đó mình sẽ rửa lại bằng nước ấm nha. Và cái phương pháp đầu tiên này thì nó sẽ hạn chế đối với những cái đôi môi mà đang có tình trạng nứt nẻ nhiều nè, hay thậm chí là đang bị chảy máu nha, thì mọi người hạn chế sử dụng cái phương pháp này giúp Thảo. Còn về cái phương pháp thứ hai nữa, đó chính là mọi người sẽ kết hợp đường, mật ong và chanh với một cái tỷ lệ bằng nhau nha. Mình sẽ trộn đều lên rồi sau đó mọi người sẽ massage lên trên cái đôi môi mọi người á, rồi mọi người để khoảng tầm 5 phút rồi mình sẽ rửa lại bằng nước ấm nha. Và cái tác dụng của cái phương pháp này á, về đường và chanh đó mọi người, thì nó sẽ giúp tẩy tế bào chết cho môi mình nè. Những cái hạt đường nó sẽ giúp lấy đi những cái lớp da chết sần sùi trên môi mình. Còn mật ong á, thì nó sẽ có tác dụng dưỡng ẩm cho môi mình. Còn về cái phương pháp thứ ba đó chính là mình sử dụng đường, mật ong, dầu dừa hoặc là dầu ưu liu cũng được nha. Mọi người cũng sẽ mix lại, pha trộn lại cho nó thật đều với nhau. Rồi mình sẽ massage lên trên đôi môi của mình, massage một cách nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Rồi mình cũng sẽ để từ 5 phút rồi mình sẽ rửa lại bằng nước ấm nha. Và sau khi mà mọi người rửa rồi thì mọi người sẽ cảm thấy cái đôi môi mình nó cực kỳ rất là mềm mịn luôn á. Bởi vì trong đây nó có chứa, thứ nhất là đường, nó sẽ giúp lấy đi cái lớp da chết sần sùi trên môi mọi người. Cái thứ hai nữa là nó có mật ong, dầu dừa hay dầu ô liu mọi người, thì nó cũng đều có tính chất dưỡng ẩm cho đôi môi mình nha. Còn về cái phương pháp cuối cùng đó chính là mình sẽ sử dụng bã cà phê nha mọi người. Thì mọi người sẽ dùng một cái lượng ít thôi, mình sẽ massage nhẹ nhàng lên trên đôi môi của mọi người, rồi mọi người sẽ để từ 5 cho đến 10 phút, rồi mình sẽ rửa lại bằng nước ấm nha.
Và cái phương pháp này á thì nó cũng là một cái dạng hạt giống như đường á, thì nó cũng sẽ lấy đi cái lớp da chết và da sần sùi trên môi mọi người. Và khi mà mọi người để khoảng 5 tới 10 phút mà mình rửa lại thì lớp môi mình phải nói là nó cực kỳ mềm mịn luôn nha. Cái nguyên nhân thứ hai mà nó khiến cho môi mình trở nên khô sần nứt nẻ nữa đó chính là đến từ việc mọi người không dưỡng ẩm cho môi nha. Thì nó cũng giống như làn da body hay là mặt mọi người, nếu như mọi người không cấp ẩm tốt thì nó cũng sẽ bị khô sần, thì môi mình nó cũng y hệt như vậy mọi người. Cho nên mọi người hãy nên sử dụng thêm những cái loại son dưỡng hay là sáp dưỡng á, nó sẽ giúp dưỡng ẩm cho môi mình tốt hơn. Và mọi người cũng có thể sử dụng Vaseline đó mọi người, thì nó bán với mức giá rất là rẻ thôi, mọi người có thể mua tiệm thuốc tây bán rất rất là nhiều luôn. Và em thấy mấy chị cũng hay sử dụng những cái loại son màu á mọi người, và sau đó mọi người cũng tẩy trang đi nhưng mà mọi người cũng không có cấp ẩm cho môi mình luôn, thì mọi người cũng nên sau khi mà mình tẩy trang xong thì mọi người nên cấp ẩm một cái lớp son dưỡng nè, hoặc là trước khi mọi người thoa son ấy thì mọi người cũng nên thoa một lớp son dưỡng để nó có thể bảo vệ da môi mình tốt hơn. Bởi vì trong son thì ít nhiều thì nó cũng sẽ có một số cái thành phần nó không tốt và nó ảnh hưởng đến môi mình. Và mọi người sử dụng lâu dần ấy thì nó cũng sẽ làm cho môi mình nó trở nên khô đi nè, và nó cũng sẽ khiến cho môi mình trở nên thâm và xỉn màu hơn. Và cái sai lầm thứ ba đó chính là đến từ việc mọi người không có cái thói quen mà đắp mặt nạ cho môi mọi người. Khi mà mình đắp mặt nạ cho môi thì nó sẽ giúp cho đôi môi của mình cấp ẩm cực kỳ ok luôn, và cũng như là nó cung cấp rất rất là nhiều những cái dưỡng chất cần thiết cho môi, cũng giống như việc mọi người đắp mặt nạ cho mặt vậy á. Và trên thị trường hiện nay thì em thấy cũng có rất là nhiều những cái loại mà đắp mặt nạ cho môi á, và nó có hai cái loại phổ biến như thế này, là loại thứ nhất là dạng mặt nạ ngủ á mọi người, loại thứ hai đó chính là dạng mặt nạ miếng nha. Và nếu như mọi người không có nhiều thời gian thì mọi người có thể tẩy tế bào chết cho môi mình xong rồi thì mình sẽ thoa một cái lớp mặt nạ ngủ và mọi người đi ngủ tới sáng hôm sau thôi, mọi người rửa lại thôi, thì nó tiết kiệm thời gian rất là ok luôn. Hoặc là nếu như mọi người muốn thư giãn hơn á thì mọi người sẽ sử dụng cái mặt nạ dạng miếng á, mình đắp lên mình thư giãn, sau đó rồi mọi người sẽ thoa son dưỡng lên mà mình đi ngủ thôi nha. Cái sai lầm thứ tư nó cũng đến từ một cái thói quen, đó chính là mọi người hay có thói quen liếm môi nha mọi người. Thì khi mà môi mọi người nó khô á thì mọi người nghĩ là mình liếm môi như vậy á thì nó sẽ giúp cho môi mình nó mềm hơn, nó ẩm hơn, nhưng mà thực tế nó trái ngược hoàn toàn nha. Tại vì khi mà mọi người liếm môi á thì cái nước bọt từ cái lưỡi mình á nó vô tình nó sẽ làm mất đi hết cái độ ẩm trên môi của mọi người, cho nên môi mọi người lúc đó nó sẽ khô, càng thêm khô và nó cũng sẽ càng trở nên trầm trọng hơn nữa. Cho nên lúc này là mọi người hãy nên từ bỏ dần cái thói quen mà mình hay liếm môi mình nha. Còn về cái sai lầm cuối cùng nữa, nó sẽ đến từ cái việc mà mọi người hay có thói quen mà gỡ những cái lớp da chết trên cái môi của mọi người á, thì mình hãy nên bỏ dần đi nha. Bởi vì khi mà mọi người gỡ những cái lớp da chết đó thì vô hình dung nó đã làm tổn thương cho đôi môi của mọi người rồi, chưa kể là môi mình lúc đó nó bị chảy máu là nó đã bị tổn thương cực kỳ nặng luôn á mọi người. Và em không kể đến là những cái trường hợp mà mọi người khi mà mình gỡ ra môi mọi người đang chảy máu như vậy, mà khi mà mọi người ăn á mọi người, những cái thức ăn nóng nhiều gia vị hay cay nóng là phải nói là cực kỳ rất là khó chịu và nó xót cực kỳ luôn á. Cho nên ở đây là mọi người hãy nên hạn chế giúp Thảo nha. Khi mà mọi người gỡ ra đôi môi mọi người nó càng trở nên trầm trọng thêm, chứ nó không thể nào mà thuyên giảm được cái tình trạng khô nứt nẻ hay là bong tróc trên môi mọi người thôi. Lúc này mọi người hãy tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, hoặc là nếu như đôi môi mình nó bị tình trạng nặng quá thì mọi người nên cấp ẩm, dưỡng ẩm, đắp mặt nạ với Thảo để nó cải thiện tình trạng trên. Và đến đó cũng là tất cả những cái chia sẻ của em và những cái nguyên nhân cũng như là những cái biện pháp khắc phục cái tình trạng khô, sần, nứt nẻ cũng như là hạn chế được cái tình trạng thâm, xỉn màu cho đôi môi của mọi người, thì mọi người có thể tham khảo thêm nha. Tuy nhiên nếu như mọi người muốn Thảo review thêm những cái sản phẩm của một cái nhãn hàng cụ thể mà khi mà Thảo sử dụng trên môi mình mà Thảo cảm thấy nó khá là ok, thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Thảo có thêm động lực quay thêm một clip nữa về chủ đề này để gửi tặng mọi người nha. Và cũng như là mọi người muốn Thảo review một cái sản phẩm mà mọi người đang thắc mắc đó, thì mọi người hãy để lại ý kiến của mình bên dưới để Thảo có thể test sản phẩm đó và quay video review gửi tặng mọi người. Và đầu tuần thì Thảo xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nè, công việc thật nhiều vui vẻ và tràn đầy năng lượng nha. Và bây giờ thì thời lượng dành cho Thảo cho video này cũng đã hết rồi, và bây giờ thì Thảo nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.
Đừng quên nhấn like video và nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.